Với mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho những người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn, liên tục những buổi thăm khám bệnh miễn phí được mở ra gần đây tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, đã giúp hàng trăm người cao tuổi có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế tốt để điều trị những bệnh lý về mắt mà tuổi già hay gặp phải. Sau nhiều năm phải thức khuya, dậy sớm, buôn bán hàng ăn, sức khỏe của bà Nguyễn Thị Hồng Lê đã giảm sút đi nhiều. Đôi mắt của bà đã mờ hơn trước. Nguồn thu nhập bấp bênh từ xe hủ tiếu không đủ để bà trang trải toàn bộ chi phí khám điều trị đôi mắt bị cườm khô. Cách đây 2 hôm, khi biết phường Tân Quý có mở đợt khám về mắt miễn phí, bà Lê tranh thủ sắp xếp hoàn tất công việc bán hàng trong buổi sáng để chiều đến đăng ký khám bệnh trực tiếp. Một con mắt này mổ rồi thì tốt. Còn một con này nữa là bây giờ 1.4 là phải đi mổ. Phải đi mổ là người ta hỗ trợ 11 triệu mấy đó. Hỗ trợ còn là mình đóng có bảo hiểm là đóng 3 triệu. Thấy cũng nhẹ nhõm, cũng mừng. Là tại vì thấy người ta làm, người ta khám miễn phí, ta cũng cho thuốc mình. Không có chương trình thì đi khám vẫn tốn tiền. Bữa trước đi khám ở dưới bệnh chỗ kia là phải mấy trăm ngàn đó. Mình thử là thấy chương trình này mình cũng mừng lắm. Giúp được cho bà con đó. Cũng rất là cảm ơn. Hôm nay, ngoài bà Lê, còn có hàng trăm cụ già lớn tuổi khác cũng đến đăng ký khám mắt. Tất cả được bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự thăm khám cẩn thận, chu đáo. Hầu hết đều có bệnh lý về mắt với nhiều mức độ khác nhau. Khám thì đây tư vấn thì cũng rất là tốt. Bác sĩ hướng dẫn rồi về vấn đề kiểm tra lại mắt mình, thì đo độ rồi đo lại cái bị cườm. Thì nên vận động cũng như là đi khám để mình chữa. Thì có khám cho bảo hiểm ở bệnh viện đó cũng tạo điều kiện mọi vấn đề cho bà con. Và ở đây cũng để đến đi khám cho được tốt. Thì bác sĩ nói bây giờ cô lên cắt kiếng. Thì cũng đo kiếng rồi, hẹn ngày mai coi về thu xếp tiền rồi mình lấy kiếng về mình đeo cho nó giống như cho nó rõ hơn, nhìn xa, nhìn đi đường đồ cho nó dễ hơn. Còn nhìn gần thì tốt và nhìn xa thì nó hơi kém. Trong cái chương trình mà chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì đây là vấn đề rất là tốt. Thì chú nghĩ rằng cái không phải riêng gì cái nhà nước mà chăm lo cho người cao tuổi về cái vấn đề mắt không, mà còn về chăm sóc cái sức khỏe cho người cao tuổi nữa. Cho nên là chú thấy rất là tốt, cho nên là chú cũng động viên mọi người đến đi khám. Sáng giờ đi khám cũng nhiều, chỗ đơn vị chú, nơi chỗ chú ở là đi khám cũng nhiều lắm rồi. Từ đầu năm đến nay, quận Tân Phú đã tổ chức 3 đợt khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi và đối tượng cán bộ công chức trong lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn. Tổng cộng đã có hơn 500 trường hợp được khám điều trị miễn phí về mắt. Thì đa phần các bác lớn tuổi ở đây cái bệnh thường gặp nhất đó là bệnh bị đục thủy tinh thể. Ngoài ra còn có những bệnh lý về glaucoma hay người dân hay còn gọi là cứng nước á. Thì hai cái bệnh này là những cái bệnh lý, một trong những bệnh lý mà gây mù là hàng đầu ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới. Nếu như mà mình tầm soát sớm, mình điều trị sớm thì giúp phần cải thiện cho cái thị lực cho bệnh nhân, kèm theo là cái cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân rất là sớm, sẽ mang lại cái chất lượng cuộc sống tốt hơn cho bệnh nhân. Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã thực hiện cái chương trình là khám và điều trị miễn phí cho các người cao tuổi mà có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Tân Phú. Trang thiết bị thì đảm bảo được cái hiện đại, có những trang thiết bị là đang là cái thế hệ là 2023 là mới nhất, để đảm bảo được cái việc mà an toàn nhất trong cái việc khám và chữa bệnh về mắt. Mục tiêu duy nhất là vẫn đảm bảo được làm sao chăm sóc toàn diện sức khỏe cho người dân trên địa bàn quận Tân Phú có một cái hoàn cảnh mà khó khăn không thể mà để điều trị về cái bệnh lý về mắt. Chương trình khám, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, người mù và người dân bị bệnh về mắt sẽ được quận Tân Phú tiếp tục triển khai thường xuyên, liên tục, làm sao cố gắng thực hiện hiệu quả mục tiêu chung là chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Lan tỏa hơn nữa hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.